ca khúc nào Mỹ tâm đắc nhất? Ca khúc Mỹ tâm đắc nhất là ca khúc mà Mỹ tâm đắc về phần nghe và phần nhìn. Đó là ca khúc Say Anh. Bài buồn nhất là Trong Mơ. Bài vui nhất, Say Anh. Ca khúc Mỹ nghe đi nghe lại nhiều nhất. Như nhau. Ca khúc được đầu tư nhiều nhất chắc có lẽ là Say Anh. Ca khúc Mỹ hay quên lời nhất Say Anh. Bởi vì cái ca khúc đấy, cái lyric nó rất dày và nó rất nhanh. Xong rồi mình vừa hát vừa nhảy nữa ấy. Thế nên là phong cách trong MV mà Mỹ yêu thích nhất đó là Trong Mơ. Mô tả âm nhạc của Mỹ trong năm 2022 trong ba từ mới lạ, sôi động, ấn tượng. Dự định trong năm 2023 của Mỹ, năm 2023 của Mỹ thì sẽ rất là bùng nổ. Mỹ rất là háo hức, thế nên là mọi người hãy ủng hộ và chờ đón những sản phẩm của Mỹ trong năm 2023 nhé.